Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Dần thường có cá tính khá mạnh mẽ, độc lập, linh hoạt trong việc xoay chuyển tình thế. Tuổi Dần mệnh Kim thường có con mắt tinh tế, khả năng sáng tạo và bộ xử lý thông tin nhanh nhẹn. Chính vì vậy mà sang năm 2021, ở độ tuổi 59, nhưng quý gia chủ vẫn còn đủ sức để chiến đấu, phát triển sự nghiệp, mạnh dạn đầu tư vào kinh doanh, mang về một năm tài vận cực kỳ tốt. Có thể nói trong năm 2021, mọi thứ của tuổi Nhâm Dần đều tốt, đều xuôi trèo mát mái. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi của ông bà tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tình duyên, tài lộc, sức khỏe và chi tiết tuổi Nhâm Dần trong nửa đầu năm 2021, vận trình của tuổi Nhâm Dần trong từng tháng và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vạn sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Sau đây là phần tổng quan về tử vi của ông bà tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Xem tử vi của ông bà tuổi Nhâm Dần nửa đầu năm 2021 cho thấy, đây là khoảng thời gian vô cùng may mắn đối với ông bà. Nhiều cơ hội mở ra trước mắt giúp ông bà có thể đạt được mục tiêu mà mình đã đề ra từ trước đó. Thời gian này thích hợp đầu tư, kinh doanh, hợp tác sinh lời. Với ông bà theo đuổi con đường sự nghiệp cũng thường được đánh giá cao, có cơ hội được cân nhắc, nhận được sự kính trọng và nể phục của mọi người ở xung quanh. Ngoài ra, các tin chủ đào hoa cũng đem tới cho ông bà tuổi Nhâm Dần tin tức tốt lành trong chuyện tình cảm. Đặc biệt, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên ông bà tuổi Nhâm Dần nên mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần để hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ về vận trình của ông bà tuổi Nhâm Dần trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Theo tử vi nửa đầu năm 2021 cho thấy, ông bà tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 gặp khá nhiều cơ hội trong sự nghiệp, báo hiệu một thời điểm bội thu đối với ông bà. Bằng kinh nghiệm sẵn có của mình, ông bà có thể đưa ra những quyết định đúng đắn, giúp tập thể phát triển đi lên. Với ông bà, làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cũng gặp được những bạn hàng, đối tác đáng tin cậy, mở ra cơ hội hợp tác cùng làm ăn, hướng tới một mục tiêu chung. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, ông bà cần phải cẩn thận khi giải quyết các mối quan hệ về hành chính, kẻo mất tiền, mất cả quý nhân. Ngoài ra, thầy Gia Cát còn khuyên ông bà tuổi Nhâm Dần nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy tam hợp quý nhân, Dần, Ngọ, Tuất để hóa giải thị phi, mâu thuẫn và tăng cường các mối quan hệ trong thời gian này. Đồng thời chiêu cát lành, may mắn và cát khí quý nhân giúp sự nghiệp hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc trong nửa đầu năm Tân Sửu khá vượng, cho nên ông bà tuổi Nhâm Dần có thể được hưởng lợi ích đều đặn từ những khoản đầu tư hoặc tiết kiệm trước đó, giúp cho đời sống gia đình trở nên dư dả hơn. Ngoài ra, một số ông bà tuổi Nhâm Dần sẽ được thăng chức, tăng lương trong thời gian này, đồng nghĩa với việc sẽ nâng cao chất lượng cuộc sống của ông bà hơn
so với những năm trước. Tuy nhiên, bên cạnh việc kiếm tiền, ông bà cũng cần chú ý hơn đến việc giữ tiền, có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Muốn kích vượng vận tài lộc thì ông bà tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh, phận hạn và kẻ tiểu nhân ganh ghét luôn rình rập ở xung quanh ông bà. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho ông bà. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ, phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và làm ăn trong năm Tân Sửu. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Tử vi khoa học cho thấy ông bà tuổi Nhâm Dần gặp vận đào hoa. Đây là dấu hiệu tốt với ông bà đang sống đơn thân hoặc vẫn còn độc thân. Ông bà có thể cởi mở giao tiếp với mọi người và sẽ tìm được người thật lòng muốn quan tâm, chăm sóc mình trong tương lai. Tuy nhiên, nếu là ông bà đã có gia đình thì ông bà nên chú ý giữ khoảng cách đối với người khác giới. Ông bà không nên buông thả cảm xúc của mình, sống phóng túng hoặc giữ quan hệ ám muội với người khác. Đó là hành động đáng lên án, gây tác động xấu đến hạnh phúc của gia đình. Ngoài ra, ông bà tuổi Nhâm Dần hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để kích hoạt vận đào hoa và tình duyên. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp ông bà đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ. Về mặt sức khỏe, sức khỏe của ông bà tuổi Nhâm Dần trong thời điểm này không được lý tưởng như mong muốn. Có thể ông bà sẽ phải làm việc vất vả, lo toan nhiều, khiến thần kinh luôn căng thẳng, cơ thể luôn mệt mỏi. Dù sao thì ông bà cũng không còn trẻ như hồi thanh niên, đừng bắt mình phải ôm đồn, lo lắng quá nhiều việc. Có vấn đề, cứ nghĩ thoáng ra thì sẽ tốt hơn. Ông bà cũng nên tin tưởng con cháu, để con cháu giúp mình giải quyết khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống. Ngoài ra, để có thể hóa giải những điểm xấu thì thầy phong thủy khuyên ông bà tuổi Nhâm Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp ông bà xua đuổi hung tinh và vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ ông bà dù ở bất cứ đâu, ở bất cứ hoàn cảnh nào. Đồng thời khi mang pháp khí bên mình cũng giống như Phật ở bên cạnh ông bà. Từ đó tâm sẽ được bình yên, giảm căng thẳng và áp lực trong năm. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của ông bà tuổi Nhâm Dần trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Sau đây xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu hung cát từng tháng của ông bà qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất là tử vi tháng 1 âm lịch. Nhìn chung, vận trình tháng riêng của ông bà tuổi Nhâm Dần vẫn khá bình ổn. Công việc tiến triển theo đúng kế hoạch. Ông bà có quyết tâm cao độ, nỗ lực phấn đấu hết mình, vì thế thành quả thu về cũng khá mãn nguyện. Tuy nhiên, phương diện về sức khỏe của ông bà trong tháng riêng có phần giảm sút, khả năng sinh bệnh cao. Bên cạnh đó, áp lực công việc lớn, tinh thần căng thẳng cũng khiến cơ thể của ông bà sẽ suy nhược phần nào. Tử vi tháng 2 âm lịch. Sang tháng 2 âm lịch, sức khỏe của ông bà tuổi Nhâm Dần chuyển biến tốt hơn. Tuy nhiên, phương diện tài chính biến động khá mạnh do có hung tin, chủ hao tài ảnh hưởng. Theo đó, áp lực tài chính của ông bà trong tháng này rất lớn, chi vượt quá thu, đa phần tiêu pha cho người thân, bạn bè. Cuối tháng, rất dễ rơi vào tình trạng vay mượn. Ông bà nên chú ý nhiều hơn vấn đề này. Tháng 3 âm lịch. Sang tháng 3 âm lịch, nhâm thủy và tuế can canh kim tương sinh, hình thành thế quan ấn tương sinh. Vậy chính tháng của ông bà tuổi Nhâm Dần sẽ khởi sắc mạnh mẽ, nhất là ở phương diện công việc và tài lộc. Công việc tiến hành thuận lợi, vì thế mà ông bà có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Tài vận của ông bà trong tháng cũng khá vượng, lấy chính tài làm chủ, thu nhập chính tăng, chỉ cần chăm chỉ và nỗ lực, ắt thu tiền về đầy túi. Tháng 4 âm lịch. Tháng này có nhiều hung tinh hoành hành, khiến tinh thần ông bà tuổi Nhâm Dần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, làm việc nóng vội, sẽ dẫn tới thất bại. Bên cạnh đó, sức khỏe giảm sút, ông bà có thể phải tiêu tốn nhiều tiền cho việc khám chữa, điều trị bệnh tật. Áp lực tài chính lớn, nếu không có khoản dự phòng, e rằng sẽ phải đi vay mượn khắp nơi. Tháng 5 âm lịch. Tháng có sương mộc sinh phát, ông bà tuổi Nhâm Dần phấn đấu mạnh mẽ cho công việc, có nhiều biểu hiện xuất sắc,
được cấp trên coi trọng và đề bạt thăng tiến. Có điều, tài vận của ông bà trong thời điểm cuối tháng có phần giảm sút, kinh doanh hay đầu tư gặp không ít bất lợi. Cho nên ông bà cần tranh thủ tiến hành việc quan trọng từ đầu tháng, tỷ lệ thành công cao hơn. Tháng 6 âm lịch tới mang theo vận khí vượng, thúc đẩy công việc và tiền bạc của ông bà tuổi Nhâm Dần tăng trưởng mạnh mẽ. Ông bà sẽ gặp sự lành, có quý nhân phù trợ, đặc biệt là thu nhập của ông bà làm công ăn lương tăng, có thể do được tăng lương hoặc nhận khoản hoa hồng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu vận hạn của ông bà tuổi Nhâm Dần trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sáu hạn và là số tử vi để có thể hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn. Trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu, ông bà tuổi Nhâm Dần bị sao Vân Hớn chiếu mệnh, đặc biệt là ông. Người xưa thường nói gặp sao này chiếu mạng, chuyện học hành, công việc ở mức trung bình. Ông dễ vướng khẩu thiện, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sau này bất lợi nhất là vào tháng 2 âm lịch, cho nên ông cần đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Không như vậy, thời gian này ông còn gặp phải hạn thiên la. Hạn này chủ về đau ốm không khỏi, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe không được tốt. Còn đối với bà tuổi Nhâm Dần thì trong thời điểm này, bà cũng bị la hầu hung tinh chiếu mạng. Khi gặp sau này, bà cần đề phòng tai nạn bất ngờ có liên quan tới huyết quang, bệnh về răng hay mắt. Đề phòng hao tổn tiền bạc. Ngoài ra, la hầu mang tới nhiều điều dữ, những chuyện không may mắn có liên quan tới công quyền hay pháp luật, mang tới tranh cãi, ăn nói thị phi. Bên cạnh đó, bà còn gặp phải hạn diêm vương. Hạn này chủ gây bất lợi về sức khỏe, thể chất cũng như tinh thần. Bà cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông để phòng tai nạn bất ngờ. Thứ hai là vận hung cát niên vận 6 tháng đầu năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh của ông bà tuổi Nhâm Dần trong thời gian này có các cát tinh như Thiên Khôi, Hồng Loan mang tới vận quý nhân vượng, đào hoa khởi sắc. Bên cạnh đó cũng có các hung tinh như Kiếp Sát, Cô Thần, Thiên Không, Hôi Khí gây suy nghĩ tiêu cực, khó phát huy sức mạnh nội tại hay kiểm soát cảm xúc cá nhân, tác động khá nhiều tới đời sống tình cảm. Cùng tam hợp thì có Thiên Việt, Đào Hoa, Nguyệt Đức, Thiên Trù, Thiên Đức là những cát tinh thúc vượng đào hoa, trợ sinh con cái. Ngoài ra còn có các hung tinh Quả Tú, Kình Dương, Tử Phù gây nhiễu loạn cảm xúc hoặc thương tật tay chân, động chạm, giao kéo. Cuối cùng là cung xung chiếu gồm có các sao Thiên Hỷ, Long Đức mang tới điểm vào quý nhân vượng, xong lại có Đà La, Tiểu Hao báo hiệu mất tiền vì sức khỏe giảm sút. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm 2021 của ông bà tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy, luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.